tình yêu hạnh phúc tràn đầy, dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong lửa bếp bập bùng, nhìn khói bếp trắng không hề phai ngày nào, tình yêu ấm áp mẹ dành cho ngày mai khôn lớn, hòa chung niềm vui, hòa chung lời ca cho mái ấm gia đình. I want nobody, nobody but you. I want nobody, nobody but you. How can I be with another? I can't be with anyone. Nobody, nobody, nobody. Hai hát cái gì vậy? Chưa hát cái giọng ca nào mà dở tệ như hai vậy? Hồi nãy ra là em đuôi được mấy cái rồi. Tại hai không á? Hát tiếng Việt chưa xong, bây giờ hát tiếng Anh nữa. Ê. Nè nha, tại vì sáng sớm cái giọng tôi nó chưa có được gọi là ổn định, nên hơi the thé chút thôi. Mãi gì? Nè, làm ơn về mà trao dồi cái khả năng mà cảm thụ âm nhạc đi. Với lại thiệt á, bây giờ tức dễ sợ uổng tiền ba mẹ cho đi học Anh văn ghê luôn á. Không có nghe không hiểu gì hả? Nguyên cái bài hát người ta nhắc mình là nobody nobody đi thôi, làm sao mà nghe không hiểu, bực mình. Ủa, có cái thông báo gì ở ngoài kìa, chị đứng ngay luôn đi, em ra ngoài em phải thông báo. Thông báo gì vậy? Thì chị ở đây chị coi đi, mệt quá. Đồ làm biến gì vậy? Hợp ca tranh tài của khu phố. Ý gì là khu phố mình đó đúng không? Đúng rồi. À, cái gì? Giải top ca xuất sắc nhất, một chuyến du lịch Singapore với tất cả thành viên của đội, một chiếc xe máy Vision. Cho giải thí sinh ấn tượng nhất là được tới 2 giải lận hả? Cuộc thi này sinh ra để cho chị đó cưng. Chị sẽ lấy được cái giải thí sinh ấn tượng nhất. Hà, chị sẽ lấy chiếc xe máy cho chị chở cưng đi chơi. Em không cần đâu, chị hai đi xuống đi, leo cao hồi bị té đó. Cái chương trình này á là để nêu cao tinh thần đoàn kết của mọi nhà trong khu phố. Chị chỉ biết phần thưởng cá nhân mình à, vậy là thiếu tinh thần đồng đội á. Mà bây giờ sao ta? Cái chiếc xe máy Vision này hả, chắc chắn là nằm gọn trong túi chị rồi cưng. Hà, chị sẽ ráng tập dượt, chị sẽ là thí sinh ấn tượng. Chị chưa đọc kỹ đó, chị kêu đọc kỹ rồi nè. Đối tượng tham gia top ca từ 4 đến 5 người trở lên, thành viên trong đội gồm 2 gia đình kết hợp. Ha ha, như vậy là đâu có giải đơn ca đâu. Vậy nhưng mà nó có rõ ràng giải nè, giải thí sinh ấn tượng nhất chứ bộ. Cái này em biết nè, giải thí sinh ấn tượng nhất á là sẽ do khán giả bình chọn. Người nào á trong một hợp ca mà hay nhất, mà có phong cách nhất á thì sẽ được chọn. Như vậy là chỉ do khán giả bầu chọn ngẫu nhiên thôi, chị đừng có mơ nữa. Cái gì cực quá vậy? Thì đó, người ta cần tới 2 gia đình thì mới thấy được tinh thần đoàn kết của khu phố chứ. Làm sao ta? Nếu mà 2 gia đình... Ê! Nếu mà 2 gia đình thì nhà mình với lại nhà Bắc Tám quá hoàn hảo. Được, một đội 2, 1, 3, 4, 5, 6. Quá được, được. Chị suy tính cái gì nữa vậy? Nè, thì có gì đâu, trong đây ghi nè đúng không? Thành viên trong đội gồm 2 gia đình gộp lại 2 gia đình, nhà mình 4 người, nhà kia 3 người, gộp lại là 7 người. 7 người là đông lắm á, biết không? Ở đây hả, nhiều nhà không có đông bằng đâu. Sao chị biết 7 người? Nhà mình 4 người, nhà kia 3 người. Chị chưa hỏi ý kiến em mà, lẽ em không thích đi thì sao? Đặt chảnh hả? Nè cưng, thôi lúc nào chị em mình cũng có nhau mà đúng không? Giọng ca 2 chị em mình mà gộp lại là quánh vàng lắm biết không? Với lại á, cưng phải tranh thủ cái dịp này để xóa đi cái gì giọng ca cho em hồi lớp 1. Không dám đâu. Không dám gì? Đi về lẹ lên, lo cái vụ này đó. Má. Hả? Trời, tập thể dục kỳ vậy? Gì mà nhấc nhấc bằng chân vậy? Cái tạ người ta cầm tay phải không con? Mà cái bắp chuối bắp bự quá, mới tập gì vậy? Bắp chuối mới gọn nhẹ lại. Tập đi con, tập nữa đi, chạy đi nữa đi. Trời ơi, má tập thể dục mà má tròn khăn vậy, lạ quá ha.
có gì đâu mà vậy? Lạ chiếc khăn thần kỳ đó. Cái này nè, má đổ mồ hôi thì má la mồ hôi, còn có nắng thì má che. Má sợ nắng lắm, tập đi con, tập đi. Thôi con tập luôn ơi, đi. Sao về vậy? Em ơi đó. Mệt quá. Tập đi con, tập nữa đi, về chi sớm vậy? Trời, bữa nay má lão nha. Tự nhiên bữa nay má xuyên tập vậy. Bình thường thấy má mê ngủ mê tập á. Tập xong là má ba giờ má ngủ liền mà. Trời, má có động lực. Má có động lực cho nên má rất là thích tập thể dục. Ủa, con nãy giờ con chạy ngang công viên nè, con thấy cái bảng thông báo không? Cuộc thi tranh tài hợp ca khu phố. Có thấy cái bảng thông báo đó không? Đó, má sắp sửa má lên sân khấu cho nên má phải tập cho có dáng má đẹp nè. Cái em má thon nè, cái da mặt má thẳng, má lên sân khấu người ta mới nể với con. Cái đó con có đọc rồi. Nhưng mà con đâu có nghĩ là má hào hứng với mấy cái đó như vậy. Hả? Mà má có nhớ không? Sao? Má đọc kỹ chưa? Cái đó là phải có hai gia đình hợp lại người ta mới cho lập thành một đội. Trời ơi, chuyện đó dễ ợt, có gì đâu khó khăn con. Con quên là lối xóm nhà mình là nhà của chú Đức, chứ cô Hạnh là cái nhà có máu nghệ sĩ nghe. Má định một chút xíu nữa tập thể dục xong, má xẹt ngang nhà, má rủ người tham gia. Mà nhiều khi má chưa qua rủ, người ta đã qua rủ má tham gia rồi đó. Để con coi má đoán đúng không nghe. Mà chắc chắn với má là gia đình mình là gia đình ca hay số 1 luôn. Đấy. Dạ con thưa bác Tám. Dạ biết rồi. Dạ Khoa, hai chị em đi tập thể dục quá hả? Dạ. Sao hôm nay bác Tám tập về trễ dữ vậy? Giờ tụi con xong rồi nè. Trời ơi, bữa nay bác có hứng đột xuất con ơi. Bác, hồi nãy á, bác có đọc được cái thông báo mà gì hợp ca tranh tài của khu phố mình không? Bác có đọc rồi. Nè, đừng có nói qua đây rủ gia đình tôi tham gia nghe. Thì chừa, má nói đâu có sai. Bác nói cứ như là đi guốc trong bụng con vậy đó. Ừ. Bây giờ hai gia đình mình sẽ gộp lại, khí thế ngục ngục luôn. Mà nếu mà thắng nha, trời ơi, má tưởng tượng một cái đội của mình đi thi khu phố hạng nhất cô ơi, hạng nhất thì sẽ được một cái giải ca Singapore chưa? Bác sẽ là người đạt giải ca sĩ ấn tượng, một chiếc xe máy bác vi vương trên đường phố. Một đội mà có tới hai người đòi giành giải ca sĩ ấn tượng nhất, chắc con chết luôn. Trời ơi, mơ có quyền mơ chứ con. Bố ơi, có tin mật báo. Gì đấy? Sao mà... Cái vụ này con cần phải bàn với bố. Nói thì nói ngay đi, làm sao mà như ma đuổi thế? Dạ, khu phố mình á, vừa chích làm ra một cuộc thi là hợp ca tranh tài. Để giống như là mỗi hộ gia đình sẽ tham gia để hát, để giành giải thưởng đó bố. Con muốn mời bố để trở thành một đội. Vậy thì hai đứa tham gia đi. Bố có năng khiếu âm nhạc, nhưng mà ngay từ bé bố đã không thích khoa trương rồi. Thôi bố tham gia đi. Con nghe nói là giải thưởng á, giải nhất là một chuyến đi Singapore. Còn nếu mà bố tự tin á, bố sẽ hát hay là bố được giải thưởng là thí sinh ấn tượng nhất. Dạ, đúng rồi đó bố. Bố, tại vì cuộc thi này á là nó nêu cao tinh thần đoàn kết của các gia đình. Dạ đúng nên rồi. Là mỗi gia đình nó là hợp gia đình kia khoảng trên 4 thành viên, mình hát hò cho vui bố. Tại vì con đã mời được nhà bác Tám tham gia rồi đó bố. Rồi rồi, bố biết rồi. Nhưng mà mời được ca sĩ này nha, không hề đơn giản nha. Bố là ngôi sao mà. Nhà này có người tự tin hơn chị luôn rồi đó. Lỡ bố không tham gia rồi sao? Lỡ bố suy nghĩ tới suy nghĩ lui, xong bố nói với con bố không tham gia rồi sao? Thôi, lát hả mẹ đi chợ về con xin mẹ. Mẹ mà chịu thì bố cũng phải chịu thôi. Đúng rồi, nhất quyết là mình phải là thành một đội có 7 người. Con sẽ cố gắng thuyết phục bố. Thế được rồi, hai chị em mà đam mê quá thì luyện tập đi nhá. Bố thì sẽ suy nghĩ, nhưng mà bố chưa có hứa chấp đâu đấy. Tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về đời mình. Chung như một hoa hồng. Bố ơi, bố cha tấn cái nhà xóm vậy bố. Hay quá bố ơi, trời ơi bố nhiệt tình quá, bố tập hăng say quá. Để lát con tập trung với bố nha, bố đừng có đàn nữa, để lát giữ sức tập trung với con ha. Bố lâu lắm rồi không tập lại đàn nhé. Bố vẫn thừa nhận một điều rằng là bố đàn rất hay và hát rất là giỏi. Cho nên là hai đứa có đi thi ấy, phải tập thành đàng hoàng chứ, đừng để cho bố mất mặt trước mặt mọi người nha. Bố, vậy là bố quyết định tham gia chung với tụi con rồi phải không bố? Cái này thì còn phải suy nghĩ đã con. Mời được ca sĩ này, ngôi sao này không phải là đơn giản nha. Hai ơi, em nghĩ là nên gọi cho gia đình bác Tám đi. Tập hồi vui là bố chịu liền à.
hai, ba. Mùa xuân đầy về trên quê ta, bóng đất trời biến hồng bao la. Cây xanh tươi. Ôi ơi, phải ngưng, nghe không? Cây là ngưng liền, chưa lặp lại nha. Lặp lại nha, hai, ba. Mùa xuân này về trên quê ta, bóng đất trời biến hồng bao la. Cha có âm nào ra âm nào cả. Hôm nay còn rủ nhau lên sân khấu mà thi nữa thì chắc là không còn chỗ nào mà chui xuống đất. Singapore trước mắt mình, nghe chưa? Nghe chưa? Bây giờ khó khăn cách mấy tập lại. Dạ. Đúng rồi. Má. Gì nữa? Trời ơi, má làm cái tập rồi. Tập lại. Khó gì phải tập. Liên tục. Qua ba. Hai ba. Mùa xuân này về trên quê ta. Chơi. Ngắt. Ngắt. Nín ngay. Ôi thật là thương tiếc cho một dàn đồng ca cừu non, một đàn ca gọi là dàn đồng ca cừu non dưới sự hướng dẫn chỉ huy của một mụ sói già. Kinh quá, hát gì mà như một cái chợ thế, như là mua xỉ bán lẻ thế. Hát nó phải có luyện thanh, có bài, có bảng, có âm vực rộng, rồi nó phải không hát thế được. Tóm lại là tôi phải mời một cô giáo dạy nhạc cái chuyên nghiệp đến cho các người này. Bây giờ má với bác với hai em nghe coi đúng không nha. Sao? Má biết Dung không? Dung có biết Dung không? À. Dung là bạn của con với Chi ha. À. Dung vừa đẹp vừa hát giỏi là đàn hay. Má biết không? Sao? Dung là học viện âm nhạc chính quy luôn đó bác. À vậy ừ. Và rồi ai chưa ai để ai chẳng có được nhau. Chỉ xin anh hãy quên đi bao buồn đau còn vương bờ vai. Vì sao người đã đến một lần để nhớ thương một đời. Để cho mình em chờ mong một tình yêu. Xin anh hãy quên. Ca hay quá nè. Thực ra cái lúc mà luyện thanh ấy thì con thấy là cái quan trọng nhất của mình là cái phần hít thở. Mà nếu như mà mình hít thở không đúng thì mình sẽ hát không được. Từ nãy đến giờ con thấy mọi người hát rất là hoành tráng mà mình hát không có đúng. Bây giờ mình phải luyện thanh như thế nào để mình hát nó không có bị mệt quá. Thì khi mà hít thở thì mình sẽ có hai bước. Đầu tiên sẽ là bước hít vào và thở ra. Nhưng mà không phải hít vào hết ở trong lồng ngực đâu, mà mình phải hít vào mình nén cái hơi xuống bụng, rồi sau đó mình đẩy cái hơi ra. Bây giờ cô để con làm thử cho mọi người nghe một lần, xong mọi người làm theo con nhé. À. Mình sẽ hít hơi vào này. Ma 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 ma. Cả nhà làm theo con, 2 3. Ma 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 ma. Trời ơi, giọng ai mà phô dữ vậy trời. Đây. Đây. Đó. Trời ơi, cái hát đâu mà bắt cùng tham gia hoài à. Ghê luôn. Bây giờ mình sẽ thử một cái bài khác vậy. Bồ đi với bố. Bố đi với bố. Bồ đi với bố, bố đi với bố. Ôi vậy vậy. Đây là bài con tặng Dương cho chú ấy. À, đấy à. Cả nhà hát theo con là 2 3. Bồ đi với bố. Tại sao câu này hát được mà câu trước không hát được là sao cái vậy? Câu này dễ này. Không phải là bồ đi với bố đâu nhá, hát cho nó đàng hoàng đi. Cô ơi cô, bây giờ mình nghỉ giải lao được không cô? Em khát nước quá. Ôi thôi chết, con quên mất. Từ nãy tới giờ bắt mọi người tập mà tập luyện cái này rất là tốn sức. Chắc là bây giờ mọi người cũng khát khô cổ họng rồi đúng không ạ? Thì tranh thủ đây con sẽ giới thiệu cho mọi người một món rất là đặc biệt mà mẹ con hay làm. Đó là 5 món cocktail không có alcohol. Thì mọi người sẽ có thể thông giọng này để có thể tập hát được dài lâu và có sức bền bỉ để có thể tập hát. Mọi người đồng ý không? Không có cồn, không có rượu đúng không ạ? Thế không phải là cái cocktail mà mình hay uống ở quán bar đâu. À. Nên để bây giờ con chi, tôi chỉ cho bà, tôi ba xuống bếp làm. Ấy thôi đừng. Trời ơi. Ai để cô giáo xuống bếp làm? Để bố phụ cho cô giáo dạy mọi người với lại các con có thể nghỉ giải lao một tí xong rồi cố gắng tập gấp lắm rồi. Nha. Cô giáo lúc nãy là nhờ nhầm người rồi. Bà Chi nhà mình á là chuyên gia làm đổ bếp nút. Chứ bây giờ mà cho bà một cái công thức, ấy á, bà đi ba bước là bà quên liền à. Đúng. Anh đồng ý với em đó ha. Đúng là phải như vậy, đừng cho em Chi đâu hết. Lỡ mà nhớ lộn công thức pha một cái là nguyên nhà mình ngộ độc hết là chết luôn. Hai người làm gì vậy? Hai người làm gì tự nhiên xiên xỏ người ta vậy? Thôi được rồi, tôi biết là tôi rất là hậu đậu, tôi rất là vụng về. Vậy thôi tôi không dám làm đâu.
Bà Dung, bà làm hết đi. Mất công á, tôi bị người ta xiên xỏ suốt ngày luôn. Thôi được rồi, chị ngồi làm để chú làm. Cô giáo mà, ai mà để cô giáo xuống bếp. Cô giáo phải ở đây nè. Cô giáo 10 cái ngón tay ngà ngọc đờn. Cái này chị tập cho tụi này hát. Trời đất ơi, vàng đồng ca Kiều Non ngồi đây nghe. Để xói già đi xuống làm nước cho mấy em uống. Chứ đùng qua đẩy lại chứ cho mệt vậy. Nè, sư tử già, đi xuống theo tôi. Chờ nha, sẽ có nước lên liền. Nha, nghỉ giải lao xong rồi tập nhanh con nha. Hồi nãy ai nói ai dụng vậy? Đâu, rồi, dạ, thôi. Đâu nói em đâu. Để cái người kia, tập hát. Nhanh lên. Ai ra, đừng có nhiêu em. Hôm nay mình sẽ làm 5 món cốc tay đúng không? Ừ. Ở đây này, 1 này.
Còn rau má nước dừa. Wow. Đây, tôi xin giới thiệu cái món thứ nhất là nhà đàm đã tự tay của Tám làm đó. Rồi, món tiếp theo là pina colada. Pina colada. Nha. Đây là trà chanh. Còn đây là nước cam đá có mật ong. Đây cũng là pina colada. Còn cái món này là món rau má nước dừa đậu xanh. Rồi thì tôi làm như thế thì cô giáo đã thấy vừa lòng thế nào? Khen cả cuộc đời quá. Vậy đó. Những cái món này uống vô rất là thông cổ, mát họng, đẹp da. Và bây giờ thì Nước cam vắt nửa lít, sữa tươi 100ml, mật ong, tinh dầu mùi cam, đá viên. Cho tất cả vào máy xay nhuyễn khoảng 3 phút, rót ra ly uống lạnh. Cho nước trà Lipton để nguội vào ly. Cho tiếp nước bưởi ép vào, vắt thêm một ít nước chanh. Cho thêm đường, muối, siro bạc hà, đá viên. Bào thêm một ít vỏ chanh và vỏ bưởi. Lô hội 2 lá, nước 250ml, đá viên. Tất cả cho vào máy xoay nhuyễn, cho thêm chút đường, rót ra ly uống lạnh. Thơm nửa trái, nước thơm ép 300ml. Nước cốt dừa 50ml, một ít đá viên. Tất cả cho vào máy xay nhuyễn. Cho tiếp sữa chua đông đá vào xay, rót ra ly uống lạnh. Rau má tươi nửa ký, dừa tươi một trái, đậu xanh nấu 100g. Cho nước rau má vào máy xay với nước dừa tươi, đậu xanh, đường, đá viên. Rót ra ly uống lạnh. Tình yêu hạnh phúc tràn đầy, dù bao sóng gió không thể xua buồn phiền, chỉ cần cố gắng để được thương yêu trong vòng tay mẹ yêu dấu. Ngồi trong lửa bếp bập bùng, nhìn khói bếp trắng không hề phai ngày nào, tình yêu ấm áp mẹ dành cho